Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Lại là mình, Vũ Lít đây. Và chào mừng các bạn đã tới với tựa game Zombie Tsunami. Đấy, và nếu các bạn cảm thấy thích cái series này của mình, đừng quên bỏ lại cho mình một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Đó chính là cái động lực rất là lớn cho mình làm thêm những cái video tiếp theo hơn. Và mình đang rất là cay cú anh em ạ. Mình đang cố gắng gọi là vượt qua cái điểm cao nhất, cái kỷ lục của bản thân, nhưng mà có vẻ hơi khó. Thì hôm qua mình cũng đã nhận được một cái tip mới từ anh em, đó là nếu như mà được cái sóng thần ấy, thì ấn liên tục để cho nó lên cao. Lên cao thì không sợ mất zombie. Đấy, rồi không làm mất thời gian của mình nữa, chúng ta sẽ chơi thử. Ê, cái này là cái biến bom này su đúng không nhỉ mọi người nhỉ? Ủa sao mình được cái nhân 2 gì đấy? Chả biết nữa. Đấy, các bạn thấy cái đàn zombie của mình hôm nay. Cái gì á? Ui, trời ơi, sao su nhiều ấy? Su nhiều lại còn to nữa anh các bạn ạ. À, mới vào có 4 quan rồi. À, nhiệm vụ lần này là tấn công cảnh sát rồi mọi người. Ok luôn. Game lại là dễ luôn. Giời ơi. Đấy, bây giờ cái đàn zombie của mình lại có rất là nhiều những kiểu mũ khác nhau nha anh em. Ủa dồi ôi, chú sao cái mic quà này to nhỉ mọi người nhỉ? Nó có được tính là nhân 2 không vậy ta? Ok luôn anh ơi. Đấy đấy đấy, dâu nhớt đây. Sao các bạn thấy hôm nay mình thu thập zombie ghê không? Chuyên nghiệp hơn chưa? Ui ủa đấy, bẫy đây các bạn thấy không? Game cũng hay bẫy lắm. Game hay bẫy lắm. Trời ơi các bạn nhìn này, không thể nào bỏ qua được các bạn ạ. Sau này bọn su nó to ấy nhở? Được rồi. UFO ngon. UFO nó đẻ thêm mình có tính thêm bộ não không nhở? Từ từ nhá. 16, 17. Ui, ui, ui. Trời ơi, khó quá vậy. À đây vẫn tính thêm nha anh em nhá. UFO đây vẫn tính thêm nhỉ? Các bạn nhìn mình. Đấy, bước trên xe luôn các bạn thấy đẳng cấp chưa? Sau một thời gian chơi thì bây giờ mình sẽ có thể đùa nghịch với những chiếc ô tô khi mà chạy chậm. Ok ạ. Ủa, nhưng mà chạy nhanh thì mình không biết nha. Chạy chậm thì mình có thể nô đùa trên những chiếc xe ô tô, nhưng mà chạy nhanh thì mình chưa biết các bạn ạ. Wow. Ui trời ơi, vẫn bị các bạn ạ. Chạy nhanh cái này thì ít giờ vẫn nô đùa luôn. Ui còn một cái. Ui cái chiếc Z này ăn như nào nhở? Ui rồi đi xuống lại. Ui rơi mất một con. Cày tích nhỉ. Đấy, bây hôm nay chơi nó chuyên nghiệp hơn rồi đấy anh em. Mà mấy nay chơi nhiều game quá. Mấy nay ấy. Ui ôi bẫy. Mấy nay mình còn chơi game Battlecat ở bên kênh Vũ Lít Mobile ấy. Vũ Lít Mobile ấy nha. Bạn nào mà thích xem cái tựa game Battlecat thì các bạn thể ghé qua bên kênh Vũ Lít Mobile các bạn xem nhá. Cày đấy nhở. Đây mấy quả tóc hooligan. Ngon. Ninja này có quả nhảy đúp này các bạn. Rất đẳng cấp. Ấy. Đấy. Sa. Chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp luôn anh em ạ. Ấy. Cái đẹp. Nhảy đúp và chết hết luôn. Cày thế nhờ. Ok lại là anh em ơi. Cày thế. Bực thế không biết nữa. Hồi nãy là hơi bị không hiểu anh em ạ. Ơ nhưng mà tại sao hôm nay cái xu của mình nó to ấy nhỉ các bạn nhỉ? Ủa kỳ à. Cái xu này nó to vậy ta. Mình tưởng chỉ được một trận nữa chứ. Sao trận nào xu cũng to này. Ui mình mới có 3 cái con zombie à. Nhơn này. Mới có 3 con zombie thì khúc đầu có vẻ thu thập người hơi khó các bạn ạ. Về sau thu thập người sẽ dễ hơn. Cảm giác ăn không hết được này anh em. Đấy. Ui. Bay nhảy như chim luôn các bạn ơi. Quá là ghê gớm đúng không nào này. Các bạn nhìn này, nô đùa trên ô tô này. Đấy, thấy không? Nô đùa trên ô tô. Cảm giác là mình được nhiều. À, hình như cái này là cái X2 kim cương ấy. À chết bà, tính nhảy nô đùa trên ô tô cũng được anh em. Hình như là cái này là cái X2 con hay sao, X2 vàng hay sao anh em. X2 vàng. Ui dồi ôi, 9 con chưa đủ anh em ạ. Tức thật nhở. Đấy, 10 con. Ra lại cái xe tăng. Ui cha. Ơ, lật một biển hiệu gì trong bãi biển kìa. Mình vừa làm được một cái nhiệm vụ mới kìa anh em. Ui, nô đùa nào. Đấy, anh em thấy. Ui, không nô đùa được. Nô đùa làm bay đầu mấy con zombie luôn. 8 đúng không? Đủ. Mấy lúc này thì mình còn nhìn được chứ mấy lúc sau thì khỏi nhìn luôn anh em. Sa. Perfect luôn. Nhưng mà công nhận là cái map hồi nãy là nó khó đi hơn các bạn ơi. Cái map hồi nãy công nhận là khó đi thật. Map này nhìn có vẻ dễ hơn này. Ok. Sao làm mấy cái nhiệm vụ dễ quá ta? Hôm nay cảm giác làm mấy cái nhiệm vụ easy như một trò đùa các bạn ạ. Nó không khó lắm. Ít giời ơi. Ăn mấy anh cảnh sát này. Ui chết rồi, không ăn hết được, cay đấy nhờ.
Ui cái gì đấy? Xa đấy. Người nhện No Way Home anh em ạ. Xa quá. Đấy không có hết được. Đây rồi, xe buýt. Đấy luôn anh em ạ. Rồng đi, rồng đi. Ôi băng bay à. Băng bay thì nó bị ngược với sóng thần các bạn ạ. Ôi tính ăn nhưng mà ăn không được. Băng bay thì nó không có phá được nha mọi người. Tính ra cái băng bay nó cũng khá là phế. Mình không thích cái băng bay lắm. Nhưng mà ít ra nó tránh được mấy con dưới đất. Đấy. Không đẩy được cái này nhỉ. Bởi vì mình chả biết cái nào nó sẽ cho đẩy để mà đẩy để mà đi á. Ôi đừng có hết xăng giữa đường như thế. Ok. Ui, nhanh thế, nhanh thế. Nhanh quá anh em ơi. Nhanh thế này thì hơi khó cho Vũ rồi. Nhanh quá. Ơ kìa. Nhanh quá các bạn ơi. Nhanh thế này thì hơi khoai. Nhanh cái này lâu lâu nó bẫy mình phát thôi là mình đi luôn đấy anh em. Đảm bảo luôn. Đừng có bẫy em nha. Khó thế, nhìn khó quá anh em ạ. Ôi, nhảy thế mà không ăn thua đó. Ê, cái đạch vết ngay nó bẫy mà các bạn thấy không? Mấy quả bẫy vãi trưởng luôn á. Trời ơi, nhanh quá. Mới có 39 bộ não thôi mà đã nhanh như này rồi. Được rồi. Được rồi, sóng thần anh em, ngon. Đây mọi người kêu là sóng thần để ấn liên tục nhá. Sóng thần thì cứ nhấp nháy liên tục đi. Là ok nhá mọi người. Sóng thần tsunami. Perfect. Cái này càng lâu càng tốt nhá. Chuyển 11 đèn giao thông thành màu xanh à. Ngon ngon ngon. Đấy. Mình lại được thêm với con thêm thời gian này nữa ngon. Cố lên cố lên. 45 em rồi. Cố gắng giữ lại những gì đã mất nào. Hiện tại đã có 9. Ê. Thôi. Làm một quả hơi bị ngu người đấy anh em. Ây à. Ui. Ui a. À. Ui. Khoài thế nhở. Đủ để đẩy nhưng mà không dám đẩy các bạn ạ. Ê. Ê. Ê, xem quảng cáo được miễn phí à? Ờ, đúng rồi anh em ơi, xem quảng cáo được một lần hồi sinh. Vậy là nó giống như con chim hồi sinh kia. Nhưng mà cũng được hồi sinh một con à. Hồi sinh một con thì như không các bạn ơi, khó lắm. Bẫy à? Anh quá quen thuộc với mấy quả bẫy rồi nhá. Ui các bạn ơi, nhanh quá. Quá nhanh so với quy định các bạn ạ. Nhưng mà ít ra thì mình cũng đã có sự chuẩn bị á. Cho nên là cũng không đáng sợ lắm. Ê à? Có mấy quả ấy kiểu là ui à, chắc chắn là mình sẽ bị á. Ui à. Còn có một con. Ê đây ơi. Cái gì đây? Ây da, con này thì ngon nha. Con này hút hết anh em ạ. Hút hết. Được. Hút sạch anh em ơi, hút xe luôn. Phá kỷ lục rồi. Chắc chắn là phá kỷ lục rồi. Mình nghĩ là mình sẽ phá kỷ lục được các bạn ạ. Hút đây, hút đây. Chỉ cần không bị quá thời gian thôi. Ấy nhanh lên, nhanh lên. Có cái xe đầy rồi. Phá kỷ lục chưa? Vẫn chưa phá kỷ lục rồi. Ai phá kỷ lục rồi anh em. Yes. Phá kỷ lục. Phá kỷ lục, phá kỷ lục. Bây giờ là tới lúc mà ấy. Không đủ anh em ạ. Tới lúc mà tiếp tục cái kỷ lục thôi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tạo ra một kỷ lục mới. À bây giờ mình biết là có cái vụ hồi sinh các bạn ạ. Ngon ngon ngon. Vậy là sau mình cứ kiểu như trận nào mà ấy. Bẫy này anh em không. Trận nào mình được nhiều điểm một chút xíu thì mình sẽ chơi cái phong cách hồi sinh hợp lý á. Ui nhanh quá. Ui dồi. Nhanh thế này. Ui Boeing. Ui. Ui à. Ui à. Ui à. Ui anh em ơi. Tốc độ gần thơ. Ui cha. Quá ghê gớm. Và đây là Forlontilo. Ghê quá các bạn ạ. Không sao. Hôm nay chơi thế này thì cũng gọi là đẳng qua nhà bà cấp rồi anh em. Một nhiệm vụ này. Hai nhiệm vụ này. Cho mình cái gì mới vậy ta? Ồ cái cảnh mới. Cái này là cái đền thờ trong rừng. Chuyển được một đèn giao thông thành màu xanh à. À mốt là nó sẽ nâng cấp cái UFO thêm 5 giây nữa à. Ngon ngon. Vậy là mình chơi level càng cao ấy mọi người thì mình sẽ càng được. Ôi à, thanh niên thành đạt thì leo được 60 điểm rồi này. Bằng điểm của mình nhưng mà rất tiếc mình lại phá kỷ lục rồi. Ơ 62 điểm mà không được cào à mọi người. Vậy là chợ có gì mới ta? Chợ có mũ mới này. À có phong Mexico này. À, thêm ma khổng lồ được thêm mấy giây ấy nè. Vậy là nếu mà mình đạt level tiếp theo ấy thì UFO của mình sẽ được thêm 5 giây nữa. Ui, lên level 18 thì mình sẽ có thây ma vàng. Lên level 58 mình sẽ có thây ma robot.
lên level 133 mình sẽ có tay đua thây ma. Ngon thế nhở. Và tăng cường cộng 10 giây hỗ trợ biến hình nữa. Rất là nhiều thứ hay ho mà mình có thể làm được. Này, để sau mình có thêm nhiều. Dùng thanh kiếm nhật có thể chém phương tiện thành từng mảnh. Đấy. Nói chung là chơi càng lâu thì chúng ta sẽ càng chinh phục được càng nhiều thứ ấy các bạn. Và khi mà chúng ta chinh phục được càng nhiều thứ ấy, thì mình có cảm giác là nó sẽ thú vị hơn. Đấy, không biết mọi người có thấy thế không? Nhưng mà ok, chắc là mình sẽ tạm dừng cái clip ở đây thôi nha. Và nếu các bạn cảm thấy thích cái series này của mình, đừng quên bỏ lại cho mình một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Đó chính là cái động lực rất là lớn cho mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo của mình nha. Bye bye!